Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay, chúng tôi mang đến quý vị câu chuyện hậu ăn thịt bò giáp vàng của Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Chuyện này thì bây giờ nó không còn mới trên mạng nữa rồi. Mà thậm chí ngay ở Việt Nam câu chuyện đã bị cho chìm xuồng rồi. Nhưng bởi vì trong khi một đằng á, thì báo chí Mỹ rần rần vào cuộc, quý vị biết ngày hôm qua, là báo The New York Times của Mỹ chính thức vào cuộc, phanh phui cái vụ bộ trưởng công an Tô Lâm này đi ăn thịt bò giáp vàng ở Luân Đôn ra sao? Giá một phần ăn bao nhiêu và so sánh với đồng lương của ông ấy làm ra ở Việt Nam là bao nhiêu? Báo The New York Times của Mỹ là tờ báo mới nhất của thế giới nhảy vào cuộc trong cái vụ scandal nổi tiếng rần rần như thế này, thật ra tai tiếng rần rần như thế này, thì đặc biệt một điều có vị truyền thông Việt Nam im như thóc, im như thóc, không ai dám lên tiếng gì cả. Có một tờ báo nào, kể cả báo mạng, dám lên tiếng về cái vụ ông Tô Lâm đi qua Luân Đôn ăn thịt bò giác vàng. Do đó rằng Cộng sản Việt Nam muốn làm cho chìm xuồng cái vụ này. Nhưng rõ ràng, họ càng im lặng, họ càng muốn cho chìm xuồng thì báo chí thế giới mỗi ngày một đăng. Quý vị thấy sau hàng loạt sự kiện, báo The Street Times đăng, đây là tờ báo lớn ở khu vực Đông Nam Á, Bangkok Post đăng, Yahoo News lên, rồi bây giờ qua tới ở bên Mỹ, The New York Times đăng tin hàng loạt tờ báo khác, đồng loạt đăng tin. Thì thưa quý vị, qua câu chuyện này, ngày hôm nay Thanh Tùng chỉ muốn trình bày với quý vị một góc nhìn khác về sự kiện của ông Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam với đồng lương 16 triệu 400 ngàn đồng tiền Việt Nam. Tương đương với chưa tới 800 Mỹ Kim một, à, một tháng. Lương của ông là 16 triệu 400 ngàn đồng một tháng. Mà thanh tùng là 16 triệu tiền Việt Nam nha. 16 triệu 400 ngàn đồng một tháng. Tương đương với khoảng 800 đô la Mỹ một tháng. Và ông đã có mặt trong một buổi ăn với một món thịt bò giác vàng tại một thành phố nổi tiếng là Luân Đôn tại một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Giá của một phần ăn như vậy là bao nhiêu? Thanh Tùng sẽ trình bày mang đến với quý vị. Tuy nhiên trước hết cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị, bảo trợ cho Hot News sẽ Thanh Tùng vào giờ này. Đó chính là Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Saint Trimor tăng cường hàng loạt món cháo ngon hết sảy. Cháo đêm 360 với cháo ếch Singapore, cháo cá tươi, cháo dịch và gỏi dịch, cháo gà và gỏi gà, bắt đầu phục vụ từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mỗi ngày. 360, nhà hàng 360 669 230 6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tòa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm mềm sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand San Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408 277 -0922. TN Karaoke, có gì muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ muốn đổi máy hư thành máy mới, gọi anh Đoan Nguyễn 408 223 -2300, hoặc vào trang nhà Dn Karaoke Datham. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Vietnam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 -9496. Thông báo của công ty Ly gửi tiền lẻ và Ly gửi quà. Hiện tại Sài Gòn đã bỏ lệnh phong tỏa dịch vụ dẫn chuyển hàng sẽ nhanh hơn và được giao tận tay người thân của quý vị. Dịch vụ chuyển tiền tại Sài Gòn đã trở lại bình thường. Nghĩa là tiền sẽ được giao trong vòng 24 giờ tùy theo quý khách lựa chọn chuyển vào tài khoản hoặc giao tận nhà. Ly gửi tiền lẻ trên đường Tully Road 408 270 bảy Ly gửi quà trên đường ebon Road trong cơ chợ Maxim 408 528 chín Ly gửi quà Milpitas trên đường Capitol Avenue, chung khu thương mại với chợ Mekong, tức chợ đại chúng cũ 408 586 9999. Tiệm Kim Loan Healthcare, bên trong của thương xá Grand Century Mall, 408 292 8838, 292 8838. trong những ngày vừa qua, dân mà sử dụng mạng xã hội họ lưu truyền với nhau, họ loan truyền với nhau một video cảnh ông Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam là Tô Lâm được ông Thánh rắc muối được ông thánh rắc muối, ông rắc muối xuống, nghe ông dùng cái tay, ra cái tay nè, đó cái tay nè, rồi ông rắc muối xuống, muối rớt xuống một cái phần, một cái một cái mâm thịt bò mà trên đó có giác vàng, mà vàng này là vàng 24 carat nha quý vị. Chứ phải vàng 14 nha. Chứ phải vàng 18 nha. Vàng 24 carat. Chặt 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 ra từng từng miếng từng miếng miếng miếng. Rồi video đó cho thấy hình ảnh của thánh rắc muối dùng cái con dao sắn vô trong cái miếng thịt bò giác vàng. Quý vị đang nhìn thấy ở trên màn hình. Sắn vào miếng thịt bò giác vàng rồi mới dùng dao với cái miếng thịt bò giác vàng đó mới đưa vào miệng có một người đàn ông đang há ra chờ sẵn. Sau khi người đàn ông này cắn vào miếng thịt bò có giác vàng đó, ông ấy đã đưa ngón tay trỏ lên như thế này. Giới ngụ ý rằng là tuyệt vời. Anh chàng đầu bếp, người Thổ Nhĩ Kỳ là thánh rắc muối đó cũng đưa ngón tay lên như thế này. Tuyệt vời. Thì quý vị, cái video này được đăng tải vào hôm 3 tháng 11 vừa qua trên tài khoản TikTok của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ ông này tên là stress Gocha. Nusres Gocha. Đó là tên của ông. Nhưng bởi vì ông có cái biệt tài làm thịt bò, nổi tiếng về những pha trình diễn, biến chế, bào chế các món ăn, đặc biệt là các món thịt, thịt bò, thịt cừu chẳng hạn. Mà cái mà cái phong cách riêng của ông đó là cái hành động mà rắc muối á. Đó. Bây giờ quý vị nhìn ở trên màn hình các video, các video, cho thấy hình ảnh của ông đầu bếp này. Mỗi một lần ông rắc muối thì có phong cách rất là đặc biệt. Đây, quý vị thấy ông dùng cái cánh tay phải. Nha. Ông này thì đặc biệt là thường đó, là mặc áo thun màu trắng. Luôn luôn là bỏ áo thun vào bên trong quần. Đeo kính đen, đó. đầu bếp và đeo kính đen rồi tôi không biết rồi sao nhìn thấy món ăn rồi sao mà pha chế mà tôi cũng Thanh cũng ngạc nhiên. Có biết bao nhiêu người đầu bếp Việt Nam của mình, mình nấu ăn giỏi mà đeo mắt kính đen vô trong bếp không quý vị? Quý vị thấy ai không chỉ em quý vị? Chứ em chưa? Trời ơi mở hai con mắt đây này nè mà còn múc lộn giữa bột ngọt với đường đây nè. Em nè, em vô bếp mà em nhìn đó mà em còn múc lộn bột ngọt với đường em bỏ vô đó có gì coi đó. Còn cái này đeo kiến đen nha quý vị. Đi ra chặt thịt, xác thịt, rồi bỏ thịt vô trong chảo, quay lên này nọ. Đó, chơi nguyên cặp kiến đen quý nhìn thấy không? Đó. Mà chàng có vẻ cũng lực lượng lắm đó. Cho nên cái hành động mà đặc biệt á Chàng gây chú ý vì người ta nhớ tới chàng là hành động rắc muối quý vị nhớ ha tay của chàng thì đeo găng tay đúng không đeo găng tay ở trên đó là chàng chàng cầm sẵn cái nắm muối có nhân viên đưa một cái khay nhỏ ở đó có muối thì sau khi chàng bầm thịt ra Sắt thịt ra để sẵn thịt rồi đó thì chàng mới lấy cái tay của mình có đeo bao tay vào trong cái khay muối chàng mới nắm trên tay và chàng cầm như thế này đó rồi từ đó đó chàng mới xoay 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 mấy đầu ngón tay cho muối nó rớt xuống theo cánh tay xuống tới cái cùi chỏ nó mới rớt lăn tăng lăn tăng lăn tăng lên trên cái món thịt bò thì quý vị nhìn cái hình ảnh mà muối được rớt như nó 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 cho rớt xuống cái kiểu như vậy đó nó giống như là hình ảnh của người ta tưởng tượng giống như tuyết rơi á có gì giống như tuyết mà rơi lả tả lả tả tả xuống miếng thịt bò thì với cái hành động mà rắc muối nó độc đáo như vậy nó có một không hai vậy chưa ai làm như vậy cho nên cư dân mạng mới gọi chàng là Thánh Rắc Muối. Mà quả thật, anh chàng đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ này tên của ảnh tên nhắc lại, tên của ảnh tên thật là Nusres Gocha. Nhưng vì ảnh có cái tài rắc muối điệu nghệ như vậy cho nên ảnh có cái biệt danh là Sot B. Sot là muối, B là người rắc muối, Sot B, Thánh Rắc Muối. Thế bây giờ quý vị thấy ly lên trên mạng, quý vị chỉ cần search trên Google thánh rắc muối là quý vị thấy cho biết bao nhiêu kết quả tìm kiếm. Ấy vậy mà. Nở lòng nào. Anh Facebook nhà mình. Sau khi câu chuyện này xảy ra, người ta lên trên Facebook, người ta tìm kiếm cái cụm từ ngữ sốt b thánh rắc muối. Ông Facebook không cho. Ông Facebook trả lời rằng là quý vị đang hỏi và mới cụm từ ngữ vi phạm vào tiêu chuẩn cộng đồng của trang mạng này. Cũng lạ chứ không quý vị, cũng lạ à ngang, có gì đâu cái chữ thánh rắc muối thôi mà Facebook phải ngừng. Phải đợi cho tới ngày hôm qua hôm kia, Facebook mới chính thức lên tiếng, ờ à, tôi không biết tại sao mà cái chữ Sobe đó lại bị cấm ở trên trang của tôi vậy cà. Thôi bây giờ tôi unblock nó, tôi sẽ mở ra cho mọi người lên có gì thấy hài hước chuyện của Facebook không có gì sau ít phút quảng cáo em trở lại kể thêm chuyện của cái vụ ông tô lâm đi ăn thịt bò giác vàng ở London và những chuyện đằng sau hậu trường của gì nhớ đón xem Thanh Tùng kính chào tất cả đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến phần 2 tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Thanh Tùng đang kể quý vị nghe câu chuyện hậu trường của ông Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Đại tướng Tô Lâm đi ăn thịt bò giáp vàng tại một nhà hàng cực kỳ sang trọng ở Luân Đôn của Anh Quốc. Thế thì một phần ăn như vậy giá bao nhiêu mình so ra tiền Mỹ, mình so ra tiền Việt Nam giá bao nhiêu để quý vị thấy sự xa xỉ của một món ăn. Đối với một viên chức, một trong số 18 vị nằm trong Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam là một đảng tự xưng là đảng vô sản, đảng có người dân lao động, đảng có giai cấp công nông. Và đặc biệt, ông ăn thịt bò giác vàng giữa lúc Việt Nam đang trải qua đại dịch Covid-19. Bao nhiêu người đang đói, bao nhiêu người đang chờ Cái tiền cứu trợ của chính phủ mà không có Thanh Tùng sẽ kể chi tiết, giá của các món ăn ra sao để có gì biết thêm Tuy nhiên, trước hết cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này Đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong của thương xá Grand Sanctuary San Jose Chi đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638 Trung tâm Thứ dụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên, trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh GMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craigmore Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Thẩm mỹ viện Beauty Image San Jose do đường ngũ bác sĩ Hùng Hậu đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Ngoài ra, đang có chương trình promotion đặc biệt giảm 10% cho lệ phí và tặng miễn phí chương trình làm facial. Địa chỉ 979 Story Road Suite 7093 trong khu Vietnam Town San Jose 5104527297. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Town San Jose, 408 293 5900. Hãy đi tiêm ngừa tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên vì nhu cầu tiêm ngừa cao nên hiện nay quý vị cần có hẹn để được tiêm ngừa hãy lấy hẹn tại trang mạng sccfreevac.org, chọn Santa Clara Valley Medical Center hoặc gọi số 408-970-2000, có tiêm liều thứ nhất, liều thứ nhì và liều hỗ trợ ngừa COVID-19. Một lần nữa, mọi chi tiết mời vào trang sccfreevac.org hoặc gọi 408-970-2000. Trẻ em phải luôn bên cạnh cha mẹ hoặc người giám hộ suốt thời gian ở tại địa điểm tiêm ngừa. Rồi, thưa quý vị, cho Thanh Tùng Nhắc, cái chi tiết mà ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm đi qua bên Anh Quốc thì mọi người đã biết rồi. Nhưng mình chỉ muốn nhắc là tại sao ổng ổng lại đi qua Anh Quốc. Vào cái thời điểm này, trên mặt chính thức á, thì ông Bộ trưởng Công an Cộng sản Tô Lâm cùng với chánh văn phòng và là phát ngôn viên của Bộ Công an là tướng Tô Ân Sô tháp tùng theo Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính đi qua công du ở bên Anh Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu diễn ra ở Glasgow ở bên Anh Quốc. Rồi sau đó ông bộ trưởng công an Tô Lâm này, ông cũng rảnh lắm. Ông mới đi thăm mộ, ông thăm đài tưởng niệm của ông Cát Mát. Quý vị mà, cư dân nào mà ở Việt Nam mà sống lớn lên ở Việt Nam nghe Cát Mát. Là ta nói xương sống da gà vậy nổi lên trơn trọi à. Mát Lenin quý vị nhớ không? Chủ nghĩa Mark Lenin, chủ nghĩa vô sản Nếu có gì người mà viết ra chủ thuyết cộng sản để rồi Hồ Chí Minh học Và đem về áp dụng cho dân tộc Việt Nam Trở thành một đại quả cho dân tộc mình cho đến ngày hôm nay Thì có đến thời điểm mà cả thế giới Người ta quảng hồn với cái chữ cộng sản Cả thế giới người ta quay lưng với chủ thuyết cộng sản Ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm đi đến viếng cái đài tưởng niệm của ông Cát Mát, người viết ra cái chủ thuyết khốn nạn là cái dân tộc Việt Nam điêu đứng trong bao nhiêu chục năm qua. Nhưng cái khốn nạn hơn là gì quý gì Đi tới thăm cái ngôi mộ Cát Mát, người vinh danh quảng bá cái chủ thuyết vô sản dành cho giai cấp, lao động giai cấp công nông, thì sau đó ổng đi ăn thịt bò giác vàng. Mỗi một phần thịt bò giác vàng giá 850 bản anh. Ok, Thanh Tùng rảnh lắm quý vị Em làm sẵn cái bảng giá để quý vị so sánh Một món thịt bò giá vàng tức là thịt bò, thịt bò thượng hảo hạng Đây là một cái nhà hàng, hàng sang Chủ là cái ông Thánh Rắc Muối đó đó Ông Thánh Rắc Muối đó là người Thổ Nhĩ Kỳ Ông đã mở rất nhiều các cửa hàng nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ rồi Ông cũng có mở một số các cửa tiệm nhà hàng của ông ở nhiều nơi trên thế giới Nhưng nhà hàng ở London là nhà hàng đầu tiên ông ấy mở đó. Nhà hàng này đã từng đón tiếp rất nhiều các nhân vật nổi tiếng, nổi tiếng và giàu có. Nổi tiếng thì cỡ nào? Nổi tiếng cỡ nam tài tử Mark Wahlberg. Nổi tiếng chưa có gì? Mark Wahlberg. Thanh Tùng là khán giả của ông. Nổi tiếng cỡ nam danh ca khiếm thị Andre Bissellie. Cỡ đó nổi tiếng chưa có gì? Cả thế giới phải cúi đầu ngưỡng mộ. Rồi những người giàu có lại kéo tới đó ăn. Có gì biết nha? Nhà hàng này đó đã có lần mà họ đưa cái bill cái quá đơn tính cho một buổi ăn có lần, có lần trong quá khứ, một buổi ăn có người đã phải trả 37.023 bản anh. 37.023 bản anh tương đương với 49.508 Mỹ kim, một bữa ăn tương đương với 49.508 Mỹ kim và nếu đổi 49.508 Mỹ Kim sang tiền Việt Nam thì nó là 1 tỷ 114 triệu 341 ngàn đồng tiền Việt Nam cho một buổi ăn trong quá khứ. Còn riêng, quý vị nhìn thấy cái clip mà ông Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng với ông tướng Tô Ân Xô ngồi kế bên cạnh hào hứng, phấn khởi, hồ hởi để quay phim lại. Dù thấy có một số các viên chức Cộng sản Việt Nam không, cũng ngồi không chung quanh đó đó. Thì một riêng một cái phần thịt bò giác vàng đó thôi nha, thịt bò giác vàng mà vàng 24 carat ở nhà hàng của Thánh Rắc Muối giá là 850 bảng Anh. Một phần. 850 bảng Anh là chưa tính thêm 15% tiền tiếp tiền tiếp nha, 15% tiền tiếp và chưa tính có gì đó phải ăn tiếp thịt bò không, mình phải ăn thêm một cái số side dish, ví dụ gì đó, mashed potato, asparagus, broccoli hay là bất kỳ khe ró thì gì đó thì mỗi một món là tính thêm nha rồi em chưa tính từng chai rượu ở trong nhà hàng đó có gì để ý đi rất ít người để ý tới cái chai rượu nằm ở ngay trước mặt của ông bộ trưởng công an cộng sản việt nam tô lâm với một nhà hàng sang như vậy một chai rượu như vậy giá không thể nào có gì nói với em là nó dưới một đô một chai được rồi chắc chắn luôn chắc chắn em cá với quý vị luôn nha rồi Bây giờ, em chỉ tính cái phần ăn là 850 bản ăn thôi cho một món thịt bò giác vàng 24k mà ông Tô Lâm ăn bữa đó đó. Thì 850 bản ăn đổi ra tiền Mỹ là 1136.84 xu. 1136 đồng 84 xu tiền Mỹ. Đổi ra Việt Nam là 25 tỷ 634 triệu đồng tiền Việt Nam. Một... Cái phần ăn thịt bò giác vàng của ông Tô Lâm nó tương đương với 25 tỷ 634 triệu đồng tiền Việt Nam. Thưa quý vị, nó nó tương đương với 8 tấn lúa khô ở Việt Nam. Quý vị. Một cái miếng thịt bò đó đó. 8 tấn lúa khô để cứu cho người Việt Nam mình đang đói. Quý vị. Rồi, lương của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Lương của ông bao nhiêu? Đây, trang web của Chính phủ Cộng sản Việt Nam cho thấy rằng lương của ông Bộ trưởng Công an hiện nay giá là 16 triệu 640.000 đồng tiền Việt Nam. Tương đương với nhiều quý vị, 660 Mỹ Kim, hồi nãy Thanh Tùng nói 800 là cho ông dư thêm đó, cho, cho ông dư thêm tiền uh, 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 gọi là gì phụ cấp, đó, ha, tiền trợ cấp, tiền phụ cấp. Lương có 660 Mỹ Kim mà đi ăn ở một nhà hàng, nãy giờ Thanh Tùng kể giá với quý vị. Bây giờ quý vị nhìn Thu nhập bình quân hàng tháng của một người dân Việt Nam Trong năm nay 2021 là bao nhiêu nha quý vị Đây, thân tùng có con số Con số này từ cơ quan chính phủ cộng sản Việt Nam Chứ không phải do phản động của tuổi em đẻ ra đâu nha quý vị Cái này là của chính phủ mình á Thu nhập hàng tháng trung bình của một người dân ở Việt Nam năm 2021 Là 230 Mỹ Kim Một năm Một món thịt bò của ông ăn 25 tỷ 25 tỷ 1.136 đồng. Ok, sẽ có một số người binh vực cho ông Tô Lâm. Bảo rằng là ốp rất có thể đây là do ông bộ trưởng nào đó của Anh Quốc đãi, ông bộ trưởng nào đó của Thổ Nhĩ Kỳ đãi, ông bộ trưởng nội vụ của Pháp đãi. Có không? Có không? Có không? Có cái nhân vật ngoại quốc nào xuất hiện trong cái clip này không? Có ai đãi không? Thưa quý vị, một lần nữa, lần này, dù Cộng sản Việt Nam cố dìm, nhưng lòng dân sôi sục cả nước Việt Nam sôi sục và phẫn nộ về hành động này. Và cho Thanh Tùng kết thúc lời bình bằng những câu bình luận của rất nhiều người sau khi xem clip. Đó là gì? Những gì chúng ta thấy trong clip này, thế giới nhìn thấy, nó chỉ là cái tip, tức là cái chớp nhọn, cái mũi, phần 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 chớp nhọn của một tảng băng chìm. Tảng băng rất lớn, nó chìm ở dưới nước. Như mình thấy nó nhỏ xíu như vậy à để mình thấy rõ cái bộ mặt tham nhũng của cái đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền ở trong nước ra sao. Nó chỉ là cái cái phần nhỏ thôi quý vị. Giờ quý vị thấy cái bộ mặt mà trơ trẻn để che giấu sự thật ra sao trong những ngày vừa qua. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại ở trên Youtube gọi chữ Hot News với Thanh Tùng. Xem xong hãy cho xin cái like, kiểm trợ tinh thần. Nhớ subscribe, đăng ký kênh lần sau xem tiếp. Bảo trợ tiết mục này gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình. Hẹn gặp quý vị vào ngày mai.